Thì trước khi vào video này thì anh em nhớ rằng ngày mai mình sẽ có một video về Liên Quân. Thì anh em nào xem xong video này rồi đó thì hãy qua cái video đó ngày mai nha. Đó thì anh em hãy qua video đó và hãy like cho mình, xem hết cho mình, hoặc có thể là gọi là xem lại, xem đi xem lại cũng được. Đó, nói chung là video đó rất là hay nha anh em. Nên là anh em hãy nhớ like tôi thiệt là nhiều vô. Đó, ngày mai tôi sẽ ra một cái series gọi là biệt đội Liên Quân á. Tên nói tên thì thôi bật mí một xíu thôi. Ngày mai sẽ ra chính thức nên là anh em hãy nhớ đón chờ vào ngày mai nha. Và hãy nhớ là like và đăng ký thiệt là nhiều sau khi video đó công chiếu nha anh em ơi. Và sau khi các bạn xem video đó xong thì các bạn đừng quên là nhấn nút share thiệt là mạnh đầu để cho các bạn của bạn biết, hoặc là bạn bè của bạn biết, hoặc là người thân của bạn biết rằng đó mình đang làm một series xíu xịn xíu xịn sò xíu biết hiểu không? Đó, ok, bắt đầu video nha. Let's go. Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xí cho những hành động xấu hoặc trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hủy à, xuống câu cái nè. Còn đây cái trời ơi, mát chảy luôn anh em. Trời ơi anh em, hôm nay thấy không? Hôm nay là ngày tôi đi câu cá anh em mà. Câu cá là ngồi để thư giãn cơ thể sau những ngày làm việc căng thẳng anh em mà, sau những ngày học tập gọi là mệt mỏi. Đó, anh em đã có bao giờ câu cá ngoài đời chưa thì đừng quên để bình luận ở phía dưới nha. Ok thì chào anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của tôi chính là Quy, chương trình Quy Nấp đây. Thì trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ đó nha. Và đừng quên là 90% các bạn, nhất là các bạn đang xem video của mình chưa có đăng ký cho mình thì đừng quên là nhấn vào nút đăng ký đó nha. Đăng ký đi các bạn ơi, vì nó miễn phí. Và nếu video này đạt khoảng 4.000 like thì tôi sẽ tiếp tục với những video tiếp tới đó nha. Trời ơi các bạn ơi, thôi. Ui cá câu. Ui được một con cá rồi. Câu tiếp anh em à. Đó, hôm nay là ngày câu cá, là ngày gọi là vui vẻ nhất đời tôi anh em à. Ôi ơi, tôi nói câu cá nó sướng lắm. Anh em bao giờ câu cá chưa? Nhưng mà đừng câu cá trong mùa này nha. Anh em chỉ nên câu cá trong Minecraft thôi. Ủa, có cái con gì ở dưới vậy? À đù, con gì vậy? Làm gì vậy? Đợi nó cắn câu xem sao. Nó đang nhìn nữa, đang dòm kìa. Nhìn sao nó giống con người vậy ta? Thôi nha, cắn đi. Nhảy lên cái nữa, cắn đi. Lên xíu nữa. Ủa, nó cứ đình hoài trời. Câu luôn. Đâu. Cái gì? Ôi, trời ơi, không biết gì hết trơn á. Không ngon nha. Cái chân không phải là cái thứ cho mày ăn đâu mày. Mấy quỷ rồi. Chân vô dọn đồ chạy. Đi đâu vậy? Đi làm gì vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu ai biết? Chạy tao mày. Tao đi cho cái mày. Đi. Đi về, chạy về. Thôi đi về. Sao nó vẫn đi theo mày vậy? Thôi, ai? Đi về ra cho. Không được đi theo mày chứ. Nó có sức mạnh anh em ơi, chạy. Trời ơi mệt quá. Thôi nó đâu mất tiêu rồi. Như nó hết dí rồi. Thôi tháo cái mũ ra, mệt quá, nóng quá trời. Đi về. Cuối cùng cũng thấy được nó rồi. Đừng gạch coi. Không được gạch nhà nha. Trời ơi. Dạ nó ăn gì? Ăn gì? Trời ơi, không có đồ ăn. Không á. Tự đi kiếm ăn đi mày. Đồ giò ông không? Không cho ăn nha. Không cho ăn nha, lùi lại nha. Ơi, ví dụ nó ra thôi là mất hết đồ nhà của mình hết. Nè đồ ăn nè, đó con cá kìa, ăn đi. Trời ơi. Gầy đầu cũng cỡ quá đó trời ơi. Nhà tôi bánh luôn rồi nè. Trời ơi.
nó biết chạy. Ờ nó à từ từ từ. Còn đồ ăn gì không đã? Đồ ăn đâu? Từ từ đang kiếm đồ ăn. Cá không được. Ờ có cái bánh, có bánh, có bánh, có bánh rồi. Đây đây có bánh nè, có bánh nè, bánh nè, bánh nè, bánh nè. Cậu lẹo chứ. Thôi có cái đồ này đi anh em. What? Rồi nữa gì hết rồi. Trời mệt quá, thôi đi ra đây. À đâu. Ui trời. Nắng nóng quá hết, hết nước luôn rồi. Cái này là cái hồ bơi. Ủa mà khoan, mấy đứa tên gì ạ? À đù, nó cũng có tên anh em à. Thì ra ở dưới nước có, tôi nghĩ là có nguyên một cái thành phố ở dưới nước. Đây là tụi nó phải có tên chứ. Ây á, cái gì vậy? Ây ơi, đây là cái hồ nước mà hết nước luôn rồi. Trời nắng nóng quá, cháy hết nước. À là bốc hơi hết nước luôn rồi. Rồi đổ làm sao? Rồi phải đi lấy xô đổ nữa, mệt quá. Thôi vô nằm nghỉ. Mệt. Đi đây để tôi giúp cho. Giúp sao? Giúp ngay rồi. Dạ. Dạ. Wow. Wow. Trời ơi. Kì ơi. À đù, à đù, à đù, à đù. Ôi. Đây chính là nước nè. À đù. Ủa sao hay vậy? Ôi. Trời này tiếng cái gì mạnh dữ vậy trời. Há đu. Ê tôi có ý này hay nè. Hay là bây giờ bắn dòng nước lên trời, làm nguyên một cái dòng nước ở trên trời luôn. Dạ. Phải có đồ ăn không? Có đồ ăn hoài. Ôi đồ ăn hoài vậy. Thôi cũng được. Tôi gì vậy? Tôi muốn gọi là có một cái dòng nước gọi là bay lên trời, từ trên trời rớt xuống anh em, cho nó xịn xíu. Này, đó, bánh ăn đi. Trời ơi. Rồi đó ăn. 5 cái hết rồi, hết rồi, một cái lát nữa cho 5 cái. Ok. À 4 cái chiến lợi nha, chiến lợi nha. À ok, xíu chờ. Trời. Ai? À, bắn ngay, chờ đó, làm đi, thử coi làm được coi. Ấm ba la trên trời rớt xuống nè. Ôi, wow! Trời ơi, xem nè. Đây là nguyên một cái gọi là cái gì ta? Tôi bơi ra cái. Lên nó. Đây là nguyên một cái đường nước luôn nè anh em ơi. Ôi xịn thực sự luôn á. Giống như không khác gì một cái tòa lâu đài nước đó. Ôi tụi nó bơi kìa. Ôi tụi nó bơi nhanh dữ, mình bơi chậm thấy mờ luôn các anh em. Ôi xịn quá. Ôi. Quá xịn. Hai, xuống dưới. Hai, mấy đứa chơi gì chơi nha, anh đi ngủ xíu. Nghịch gì nghịch nha, nhưng mà đừng có phá quá nha. Vậy. Vậy. Thấy mùi, mình thấy mùi á, mình thấy hơi mùi á. Đừng có nghịch gì hết nha, nhớ trước đó. Thôi. Nhưng mà anh em à, bây giờ chẳng lẽ nào mình phải nuôi tụi nó hay sao? Mệt quá. Thôi kệ, gì cũng được. Thôi nằm ngủ xíu, buồn ngủ quá, nãy giờ chạy hóc mà hồi hộp từ cái chỗ bơi, từ cái chỗ câu cá đến giờ về nhà là mệt muốn xỉu, cầu quỷu luôn anh em. Thôi đi ngủ. One eternity later. Bãi biển thiệt là mộng mơ. Ơi sao mình nghe mùi nước dữ vậy ta? Ủa sao nhà mình nhỏ giọt vậy? À đâu? Ủa nhà mình nhỏ giọt vào trời. Ôi! Cái gì? Ôi! Cái gì mà cái tụi bên kia. Rồi xong thư luôn rồi. Trời ơi, làm cái gì vậy? Cái nhà của tôi bị gì vậy? Ê, thằng thằng nhóc này nó làm cái gì vậy? Xuống đây. Rồi tôi thấy điều không lành rồi. Tôi thấy là cái điều này nó không có lành rồi. Rồi. Bơi ra. Ây da, trời ơi. Bơi ra, cái gì tới đây? Căn nhà của mình. Xỉu. Giờ mình dọa đó là nó đánh mình. Giờ mình không dọa nó thì mình nó đổn thương trái tim của mình. Giờ mới làm sao đây? Thôi chịu ngậm ngùi tôi chứ biết giờ sao giờ. Đi mua bọt biển hút nước vô lại, mệt quá. Trời ơi, mới dậy nuôi con mi nó mệt quá. Gì? Cái gì thối? Này à? Này ngựa hả? Ui trời ơi, từ từ má ơi. Ơi ở đâu? Cái gì ghê vậy? Cái gì mà ghét? Ủa mấy đứa ghét hại lắm hả? Ây da. Ở đâu? Dạ, từ để lụm cho mấy má ơi, đừng chơi chiêu nữa. Trời ơi, mệt với mấy đứa này ghê luôn á. Trời ơi. Ủa, nhưng mà nó lại ghét rác thải. Ờ đúng rồi mà. Các bạn đừng nên xả rác thải nhiều nghe chưa? Đó, mấy bạn nàng tiếng cá này cũng nói rồi, mấy bạn rất là ghét nên là.
Ui giời ơi, tôi lên cái nóc nhà luôn rồi, nó đẩy tôi thấy không, tôi cầm rác thải nó cũng ghét nữa. Nên là các bạn đừng bao giờ xả rác thải nghe chưa, xả đúng nơi quy định đúng chỗ, bỏ vào đúng thùng rác thải nha anh em. Thôi được rồi, bây giờ mấy nếu mà nàng chim cá ghét thì mình thấy cái hình chị Nabi ở nhà chị Nabi rồi. Bây giờ mình sẽ xả rác vô nhà chị Nabi. What the hell? À, không, cái này là cho thôi nha, chứ không phải là mình có ý xả rác thôi nha các bạn. Lâu lâu cho xíu các bạn. Trời ơi, cho nó mới vui chứ. Mày đó, vô đây. Vô đây. Có mấy cái này hay lắm nè. Cái gì vậy? Có mấy quần áo nè. Là cái mà anh mặc là thấy xanh xanh ở trên người anh không? Là người ta gọi là quần áo. Mấy đứa vô chọn bộ đồ quần áo gì đi để anh ra làm công chuyện này xíu nha. Ui, nhảy vô. Ô. Xả. Nó bị đâu rồi? Ui. Xíu nữa thì lậu. Xả xíu nha, không quạo nha. Xả xíu đó. Bùm. Oh shit. Mày rồi nha, mày xả gì vậy? Xả đến nhà tao. Không, chị Nabi ơi. Chị Nabi ơi, không. Chị không, em đang làm một cái chương trình gọi là rác thải bừa bãi, là em đang khuyến khích những bạn nhỏ không nên xả rác. Nên là chị á cứ để rác vậy đi, em đang làm quảng cáo. Người ta không xả rác, em đang làm ví dụ, nếu bạn xả rác thì sẽ như thế nào thôi. Trời ơi, chị tin em đi, nếu mà em làm này á, em có tiền ha, em trả cho chị một nửa luôn, chị chịu không? Trời ơi, đúng rồi. Trời, em nhào giàu sang phú quý thấy cái nhà em không? Toàn nước không là thấy giàu rồi. Vô đây. Xả rác là em ví dụ á, nếu mà xả rác sẽ khác gì so với không xả rác. Đó, nên là em đang quảng cáo. Nếu mà em có tiền sẽ đưa chị. Ok, tao ok. Thấy cũng hơi kỳ đó nhưng mà thôi cũng được. Năm. Ok, bao nhiêu cũng được. Đó. Rác thải đó, chị lấy đi. Rác đâu mà nhiều, vô nhà mình xả rác nhiều giờ vô. Em móc trong thùng rác á. Thôi chị cứ giả nha, cứ giả nha. Ok. Được rồi, bây giờ nè. Không bận được hả? Thôi được rồi, bây giờ mấy đứa đây. Đây. Thấy con người kia không? Thấy con người kia không? Đang xả rác rất là dơ. Đó, có con người xấu, con người tốt nha. Con người xấu kia đang xả rác quá trời kìa. Hãy chừng trị con người đó đi, phá căn nhà đó cho anh. Ôi trời ơi, chơi skill quá. Úi ôi, đào thải rác thải hết luôn trời. Tôi nói ở nhà Nabi từ đây là trong sạch hết luôn. Úi giời. Em không biết gì hết, biến mất tiêu. Ủa anh em xem kìa, úi giời ơi. Trời xanh, nhà xanh sạch đẹp luôn anh em ơi. Vui quá anh em ơi. Trời ơi, nó sướng gì đâu á trời. Ui rồi, nghịch nó rồi, nghịch gì trên nóc nhà nó kìa. Thôi, đi về. Ui, adu. Trời ơi, động đất rung. Ôi ơi. Trời mấy block nó bắn tiếu ta to là quá trời luôn kìa. Trời ơi. Ôi giời ơi, rồi xong tan nhà nát cửa. Trời, Tika, giúp anh Tika. Con người tấn công anh kìa, tấn công lại đi. Chị Nabi à, tội người chị Nabi quá à. Bye bye. Ôi trời ơi, bể nhạc. Úi trời ơi. Ngày qua đây mày dụ tao xả rác cho hai đứa này đánh tao. Tika, tên độc bác kìa, trời đó. Ây. Thôi đi về tụi em ơi. Đi về. Trời ơi, nhà mình toàn nước không cái này. À quên đi mua đồ này, cái đầu xanh á. Mua đồ để cho cái nhà mình nó hết nước đi chứ quên mất tiêu. A few moments later. Mệt quá. Trời ơi, lẹ lẹ lẹ. Hết nước rồi, không ủa sao trời mưa luôn rồi trời. Ngày gì mà xui thì cứ mệt ghê. À đâu. Bà ba. Đi về. Chơi đủ rồi. Hai đứa lùi lại. Tránh ra. Ê, tôi không có làm với nhau. Tôi không có làm với nhau. Ừ. 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 Ừ.
cái gì? Người tốt. Đúng rồi. Người tốt của tôi người tốt tiên, người tốt cái gì? Cái hai con có biết con người họ ăn thịt cá không hả? Đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Chừng lẽ ông này là vua biển hả ta? Nếu như mà hai con đã nói vậy thì để ta nói chuyện với hắn. Ông có phải là vua biển không hả? Đúng, ta chính là Aquaman. Vậy là đúng rồi. Ui, vậy là hai đứa này là hai đứa con của ngài hả? Đúng rồi, đây là hai đứa con của ta. Ui, có vẻ như khá là lâu rồi hai đứa con của ta chưa bao giờ khen ai là người tốt cả. Ta thấy người có vẻ được hai chúng nó khen cho nên ta sẽ ban tặng cho người ta đã quyết định như vậy. Nhận lấy đi. Cái gì vậy? Ủa cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì đây? Gậy vậy? Wow. Hình như là cái gậy là cho bóng bóng bay lên trời đúng không? Ây da. Hai đứa đừng quậy nữa. Đi về. Bye bye. Tạm biệt nha. Bye bye. Trời mốt nhớ gặp lại. Bye bye. Ôi. Ủa đúng là may thì chứ. Thôi là mình nuôi đàng hoàng chứ mình nuôi mà mình cứ ăn hiếp là chết luôn rồi đó. Ôi trời ơi. Ui cái này xin được bắn nè. Piu. À đù, trời hết mưa rồi. À, hình như ông vua biển này đi tới đâu là mưa tới đó. Ghê vậy. Đâu đây bắn bọ rồi. À đù. Hay ta. Được à nha. Được. Ai. À đù. Ai. Cái gì đó. Ai. Sao vậy nó bay? Chị nó bay lên trời rồi. Nè, rớt xuống nè. Bye bye lên trời. Đù, rớt xuống. Cho bay lên trời tiếp. Ôi, thôi rớt cây lộn rồi, xíu nữa ta. Mặc dù chỉ có hình như là chỉ có một skill anh em ạ, nhưng mà được vãi chưởng. Ok anh em ạ, thì nói cho thì video của tôi cũng là anh em đừng quên lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên qua channel của tất cả mọi người trong video xanh tối đăng ký cho tất cả mọi người nữa. Nếu video đạt được khoảng 4.000 like thì tôi sẽ tiếp tục với những video tiếp tới nha. Còn video thì tới đây thôi và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Bye bye.